Rồi. Em chào chị. Em chị cho em hỏi chị sinh năm mấy? Dạ em sinh năm 74. Năm 1974, vậy là nhỏ. Nhỏ mà. Chị chào em. Cái nhìn già quá. Bệnh đó, bệnh nhiều lắm thành ra già. Cái Facebook của chị là Phương Linh Nguyễn Thơ. Thì hôm nay bệnh quá là nhiều nên già. 47 tuổi. Cùng với em Nga và em Vũ Liêm. Thì đến đây thì có chị điều dưỡng cũng chỉ cái hoàn cảnh của chị của em khó khăn. Em đọc cái tên đầy đủ của em là gì? Em tên Nguyễn Thị So. Nguyễn Thị So, sinh năm 1974. Địa chỉ ở đâu? Em quê ở Tiền Giang. Tiền Giang địa chỉ ở đâu? Chỗ nhà ở. Nhà ở. Mấy chỗ gì? Ấp gì? Ấp gì? Ấp gì? Ấp 1. Ấp 1 Nam Hiệp ha. Vậy là gần ủy ban ha. Không nhớ ha. Rồi số điện thoại họ tin sẽ báo cáo sau. Thì hôm nay Linh đến đây thì cũng nói thông qua cái Linh có nhận số tiền của Lê Ngọc Thảo. Tổng cộng Linh nhận của Tương là 6,5 triệu á Thảo. Thì Linh trích trong đó là 300.000 để trao cho hoàn cảnh của chị Tho. Chị nhận 300.000 nha. Rồi với lại em gái về Linh cũng hỏi ý kiến của Tho, của So là Linh được ghi hình đăng lên Facebook. Cái là trước tiên là Linh báo cáo với nhà hảo tâm là cái số tiền của nhà hảo tâm trao đó là Linh tới hoàn cảnh nào là cái thứ nhất. Với cái thứ hai nữa là Linh cũng sẽ đăng lên để hy vọng là sẽ có cái nhà hảo tâm khác người ta thấy người ta sẽ trợ duyên tiếp. Thì khi mà có trợ duyên tiếp nữa đó là Linh sẽ trở vô bệnh viện. Nếu mà sao còn ở bệnh viện thì Linh sẽ trao cho sao. Còn hả, nếu mà sao đã xuất viện, đã khỏe rồi thì Linh sẽ dành cái số tiền đó để trao cho hoàn cảnh khác ha. Thì hả, nếu mà người ta cho thì Linh sẽ nhận rồi sẽ tranh thủ là sẽ vô liền. Nhưng mà nếu mà hoàn cảnh nào mà người ta đã xuất viện rồi thì Linh sẽ nhường cho hoàn cảnh khác ha. Sao đồng ý ha. Thôi Linh cũng cảm ơn em nhiều nha Thảo. Xin cầu chúc gia đình em luôn vui vẻ, an lành và hạnh phúc. Em xin bye bye.